Sané Manuel. Chuyền vào. Rất tốt. Rất đẹp mắt. Tỷ số được San Vàng 1-0. Sau rất nhiều nỗ lực và rất nhiều người biểu nữa. Thanh Hoa. Chúng ta xem lại chuyền vào rất tốt của Sané Manuel. Một pha giật gót tài tử của Lemesa Fikru. Và Thụy Điển ở vòng bảng của Euro 2022. Rất đẹp mắt và bất ngờ. Và sau đó là một pha ăn mừng rất ấn tượng của Lemesa Fikru.